em nói thiệt chị đừng buồn nha. Chị đứng tới rút con chị thôi đó. Chị đứng tới rút con chị thôi đó. Quý vị thân mến, bắt đầu từ giờ phút này, ai nói gì ương lùng một cái là đưa con ra đây liền. Cái chị thì nói má lùng thì con bước ra tốt. Đó vậy thôi. Chứ đừng nắm giữ làm vậy thôi. Sao tiên? Hồi nãy anh nghĩ rồi á, là khi mà anh nghĩ nhìn chị Diệp Hương là phải cúi xuống đúng không? Đúng rồi. Còn sẽ con trai chị Diệp Hương nhìn xuống với lão nhờ. À đúng rồi đó. Quý vị tiên nói một ý rất là hay. Nãy em nói chứ con trai chị Hương bước ra cho em ngồi xuống em dòm cho mới tới. Còn giờ khi mà ảnh bước ra thiệt rồi, chắc phải lấy ông dòm dòm xuống em luôn quý vị. Mới thấy được em. Mỗi lần kia là phải lấy ông dòm kiếm. Tú ơi Tú, ở trận không khí chắc con lành hả con? Con qua dạ. Khoáng mát, khoáng mát. Khoáng mát. Con nói gì với bà con hải phòng của mẹ đi con. Con chào. Nói coi. Con chào. Chào bà con hải phòng. Bé nó hiền lành dạ. Mà dân võ thuật thường vậy đấy quý vị dạ. Cái dòng mà không có võ giống như em ở trường nè. Nói bánh nhà lòng luôn. Còn dân nó có võ thiệt nó không nói gì đâu. Trầm tính dễ thương. Ôn lại. Em là mẹ nó, em nói quá trời nói luôn, nó đâu nói gì. Được không quý vị? Được. Con em bù trừ mà chị. Cái chị cái lắc đầu rồi. Không phải chị lắc đầu trội. Tại sao mà có một cái người mà nó cao lớn, nó lộng lẫy lớn như vậy? Con ơi con là cấp quốc gia về môn gì? Phải hả chị muốn nói chuyện với bé không? Nên em bồng lên, Con ơi mẹ nè con. Mẹ mừng quá. Cuối cùng mẹ cũng bằng con rồi. Chưa bằng nha. Mạnh chưa? Rồi bây giờ nói cho bà con biết là con cấp quốc gia về bộ môn nào. Rồi chào con. Tại con đang gặp võ vô Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh. Đội tuyển vô Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Mà chị ơi, cái môn võ vô Việt Nam hay có cái màn mà phóng lên lấy hai cái giò kẹp cổ giật xuống. Chị tưởng tượng đi cái cặp giò này mà kẹp cổ giật xuống con khác chịu gì nổi chị. Thôi, cái đấy bỏ qua đi. Bỏ qua đi hả? Bỏ qua. Con nhỏ nó nói là lấy hai cái giò cặp vô cổ quật xuống bỏ qua. Nó lấy hai cái tay nó quật thôi đủ té rồi. Con được bao nhiêu cái huy chương rồi? Hiện tại con được không nhớ hết. Không nhớ được rồi. Không nhớ hết luôn quý vị. Huy chương mà tính cái rổ này không nhớ nổi. Nói gì nữa? Hôm nay nói về cao. Con trai em Tú. Nói về đẹp trai. Có tim em ruột em dạ. Nói về đẹp gái. Nói về đẹp gái. Con lăng cuồng. Con nhỏ nói về mà nói nhiều là có chị em tụi em. Thôi thì còn gì bằng nữa đúng không? Hôm nay có ba nhân vật chính.